về món luôn. Tại vì anh em mình là nó mỗi mỗi người về hát là là kêu chị à? Chủ nhà bây giờ đi ra sân bay giờ mới về. Chị gà, nó sao bị con nào con được bà ngoại nha, xong rồi con ôi tình anh làm sao? Nhưng mà hôm bữa giờ này hỏi chủ nhà cái hôm bữa giờ xây hồ bơi giờ có bơi được mấy vòng à? Chưa bơi lên đâu anh em. Mẹ rồi mày xây hồ bơi có bơi được mấy vòng rồi? Nhiều rồi. Ôi vậy là bên đây là. Được trong đâu vậy đó. Ủa vậy bây giờ ngày mai sao? Ngày mai sao nếu vậy ngày mai? Mai thì mình chiến luôn. Ngày mai sao chứ? Anh thả bơi em ở đến bờ em xem thôi. Được không vậy? Thế nào cũng chơi tiếp. Ủa gì chơi vậy tính sao ra? Bây giờ thắng rồi, mai mấy giờ xuống bơi được? Chứ có đồ bơi sao xuống bơi được? Chắc 10 giờ quá. 10 giờ. Ê, 10 giờ là không có xuống bơi nữa mà đi ra chợ đầu mối mua đồ biển. Đúng không chứ? Mà anh nha, nào nào mà dư lên đó. Em ra chợ đầu mối mua đồ biển thì vô bơi bàn nhỏ vậy luôn chứ đâu có bơi dưới hồ lớn được. Ủa thấy ông này đó. Mình chơi cả hai chứ. Ủa chơi cả hai đúng không? Rồi giờ nhất quyết nha, mai 10 giờ đúng không? Hồ nhỏ hồ lớn gì không biết đúng không? Đúng rồi, hồ nhỏ hồ lớn gì chết với. Ok ha. Ok anh. Rồi, bắt tay nha. Rồi. Alo. Con tên gì? Con tên gì? Ô. Này hả? Con mát nhỉ. Ồ, mát nhỉ. Hôm nay đi bơi phải không? Hôm nay đi bơi hả? Đi bơi không? Bơi. Đi bơi à. Chú bơi mấy vòng? Bơi mấy vòng hồ không? Đi là vòng lặp ba mà. Hả? Ừ. Thôi con bơi gì? Con bơi bướm hay con bơi chó hay bơi ếch? Hả? Thấy á, buồn ngủ hả? Chúc bơi nha, bơi hồ lớn này luôn nha. Ok. À, có phao đầy đủ nha. Wow, nhảy liền luôn vậy hả? Mát liền luôn. Lạnh đó, luôn. Đây con ngồi đây. Rồi lại đây. Ủa có đeo hai cái tay vô không? Không cần đâu ạ, để từ từ. Ủa đeo có một mắt kiếm rồi hả? Ừ. Thẻ không túi bố nè. Không. Cho con mượn mắt kiến á. Sao lắm không? Hầu như là bây giờ là đúng 8 giờ rồi ha, là hai anh em mình có mặt rồi, chỉ có thiếu con Chiến thôi. Chiến hồi thua cuộc rồi. Rồi bây giờ để đàn khá sẽ biểu diễn lại một pha nhảy. Rồi bắt đầu nha. Rồi để coi ba nhảy nè con. Rồi bắt đầu đi. 1, 2, 3. Rồi lặn một hơi luôn. Lặn hết hồ luôn không? Chưa khởi động nên là thực ra là hơi mệt. Ok từ từ. Còn hồi làm thêm vài vòng nữa. Wow, hồ bơi buổi sáng coi như vắng lặng là có anh em mình mua độc quyền mẹ buổi sáng hết luôn rồi. Có cái độc quyền cái hồ bơi luôn. Không bơi đi. Ừ, ok chờ một chút để cho nó đầy pin cái nữa. Rồi nhảy xuống cái coi. Nhảy xuống coi. 1 2 3. À, bây giờ tới tiết mục là cái anh gọi là siêu bơi lội ở tầng 6 Marina sẽ biểu diễn tiết mục bơi lặn lội đủ kiểu luôn nha. Không, nhưng mà chút nữa lên bờ nhảy xuống lặn rồi xong rồi mình sẽ xuống dưới mình lặn bơi với lại khá dưới lặn quay ở dưới nước luôn. Coi được đi được tới đâu giống như là quay cái không gian dưới nước á. Lặn ha.
thế nào cũng được. Rồi ok, chuối xong rồi lặn. Rồi ok. Đây, đúng chuối đúng không? Rồi ok. Tức là trước là chuối trước rồi là lặn sau à? Không, chuối xuống một cái là lặn luôn. Lặn đi lặn luôn đúng không? Ờ thì cái diễn biến là vậy á. Nhảy đây rồi bắt đầu đi tiếp không? Đi tiếp luôn. Được không? Được. Rồi, a few minutes later. Rồi tiết mục bắt đầu nè, anh này sẽ biểu diễn tiết mục lặn. Nhảy hả? Rồi nhảy lên đi, lên. Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị chưa? Lấy đầy đủ tinh thần chưa? Khoan ra đây, xích ra đây chút. Khoan ừ, ra đây, đây, đây chút, ra đây chút. Ra đây xích đâu quay cái cảnh cái vụ. Rồi đứng đây. Đó, đây nè, đó, anh sẽ lặn. Khoan nha, anh sẽ lặn từ đây qua bên kia. Rồi, rồi bây giờ khoan nhảy trước cái, nhảy trước nha. Rồi, hai, ba. Hai, ba. Lặn nãy giờ thấy làm sao? Mệt như con bò. Bò luôn. Nhưng mà đúng là mình bê một hơi thôi chứ. Thì nãy là hai hơi đúng không? Bây giờ bơi nó bị xáo vào kia cái nè. Nhìn thấy phía trước là đen đen rồi, thôi kiểu này là đúng bờ rồi. Đúng bờ rồi phải không? Bây giờ còn đủ sức để thực hiện một cái pha khác nữa. Thành dài nào? Phải không? Dễ lao trong ít phút đúng không? Đâu thử lặn xuống dưới coi ha. Đeo vô lặn xuống dưới rồi thử coi. Ừ. Lặn xuống dưới nhìn vô camera, bê tới camera thôi. Thấy rõ không? Thấy rõ mà. Ok phải không? Rồi. Xong xong em nha. Hôm qua là có nghĩa là có mà đeo này mà đeo vô thấy rõ không? Luôn đó. Lõ. Giờ làm lại cái rồi đi. À, không ngồi nhìn vô đây nha. Rồi. Rồi thử chiến tiếp một thử chiến bắt đầu. Hai, ba. Ghê thấy chuyến được không? Sắc lét luôn. Ừ, nếu vậy thì ghê đỡ vét nó. Đúng rồi. Để ý em nhá. Em không đeo phao rồi, để ý. Thôi cho em bẫy cái phao đi con. Nói chung là hôm qua là nhậu ba anh em mà có hứa là đúng 8 giờ là chiến với lại giáp với lại ông khá đúng 8 giờ xuống. Mà bây giờ anh em xuống đây à, thiếu người chiến chắc ổng thua kia, ông nói rồi. Ông chiến ông nói đi cà phê thôi. Ồ, ông nói ông đi cà phê thôi hả? Ồ, vậy là ổng thua hay mình thắng hay là mình thua? Chút chưa gặp ổng à, thì là chắc có thùng bia không ta? À, cái này là quay lại là bằng chứng. À, hai anh xuống hồ bơi lúc 8 giờ bơi lặn lội đủ kiểu á, nãy giờ chưa thấy ông chiến đâu hết. Rồi bây giờ đàn khá sẽ thực hiện thêm một cái tiết mục lặn nữa. Từ đây vô sát trong bờ luôn. Này với mắt kiếng lặn. Rồi, bây giờ chuẩn bị chưa? Okay. Bây giờ mình phải bơi lặn lội để cho nó phà hơi hết mấy cái lon bia ngày qua. Chút trưa này mới nạp được chút chứ không. Ở chết mẹ rồi, vậy là mấy vòng nữa, mấy vòng nữa. Rồi, hai, ba. Ok không? Nó có bị nữa rồi. Nếu mà một chút hay là mình đeo có đúng chứ không? À đúng rồi, ý nghĩa. Mày ơi, đi chạy mất. Nó phải chết như chồng mất á. Con gái đi ra nó đỡ bị rét lắm.
giờ bơi được mấy vòng rồi đó? Mấy lần rồi ha. Bây giờ hôm qua uống mỗi người như là 5 lon, giờ còn 4 lon hả? À, có một cái ông, anh ở phòng cuối phòng, anh vừa anh với vô ngồi nói chuyện tiếp. Vậy là phải làm thêm vài vòng nữa cho đánh tan hết đi chứ. Chưa, cái vòng trứng. Cái tư cái bằng trứng rồi đó. Chưa xả rồi đó. Ờ, chưa. Thôi đây rồi đó. Chưa có nào anh thấy. Chưa nạp năng lượng hết chưa? Dạ xuống rồi. Bây giờ thôi để đi hồi lấy video làm bằng trứng. Đi lên YouTube. Chỉ cho ông Chiến với lại trong tầng 6 cái fan là bằng trứng. Không biết lấy được bùn liêu. One hour later. Đấy Thủy, bà tự mình có lâu tối qua nè. Chiến, đây có ba thằng nè. Hôm qua nhậu hứa 8 giờ xuống bơi giờ để có hai thằng xuống à. Hôm qua hẹn 10 giờ mà. Chứ hẹn 10 giờ. Bằng chứng đó nè. Hẹn 10 giờ là nhậu mà. À 10 giờ là nhậu ha. Phải không? Vậy là chút có nhậu không? Chút với nhau. Chút này rai phải không? Đúng rồi, chút này rai. Ok, rồi vậy nha. Anh nhận xuất hiện buổi tối có bằng chứng luôn rồi đó.